Hi, xin chào các bạn đã đến với Sin Tarot. Thì chủ đề của trải bài này là tâm trạng của họ gần đây ra sao. Và vì đây là một trải bài chung nên mình mong mọi người hãy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất nhé. Điều đầu tiên mình thấy tâm trạng của họ hiện giờ cũng hơi sáo rỗng và họ muốn một mình để suy nghĩ về một cái việc gì đó. Không hẳn là về tình cảm, về những mối quan hệ, có thể là về cuộc sống, về công việc học tập của họ, về gia đình của họ. Và cái khoảng thời gian này thì họ muốn yên tĩnh để suy nghĩ, bởi vì cuộc sống của họ có thể là nhiều áp lực về nhiều mặt kiểu cùng dồn vào một lúc, nên là họ cảm thấy khá là bế tắc và họ đang muốn yên tĩnh suy nghĩ những cái cách giải quyết những cái vấn đề đó, hoặc là đơn giản là họ bởi vì họ quá bị áp lực và họ đang muốn thả trôi, họ muốn được nghỉ ngơi. Nhìn chung lại thì mình thấy là tâm trạng suy nghĩ của họ hiện giờ khá là rối và khá là phức tạp, nên là bạn cần cho họ thời gian yên tĩnh một mình, có thể là lâu lâu hỏi thăm thôi chứ đừng có quá phải cần là nói chuyện với họ hoặc là giao tiếp với họ. Mình cảm thấy là họ cần không gian yên tĩnh, cần có thời gian để suy nghĩ và giải quyết những cái rắc rối của họ, những cái vấn đề của họ nhiều hơn là những cái lời hỏi thăm mà không giúp ích để giải quyết những cái vấn đề đó.